Làm thế nào để mua gói Premium Split Contract? Premium Split Contract kết hợp giấy phép và hợp đồng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mua Premium Split Contract. Hãy truy cập https://dfuel.com. Ở góc trên bên phải, hãy nhấn vào nút Sign In và đăng nhập. Theo mặc định, bảng điều khiển Go Split sẽ mở ra. Hãy nhấp vào nút chuyển đổi bảng điều khiển ở góc trên bên phải của màn hình và chọn Premium Split. Bảng điều khiển cho Premium Split sẽ mở ra. Bằng cách cuộn xuống trang, bạn sẽ thấy danh sách các gói có sẵn để mua. Hãy chọn gói phù hợp với bạn và nhấn vào nút Purchase, Mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Thanh toán chỉ khả dụng bằng Antima. Sau khi chọn token Antima, hãy xác nhận việc bạn chấp nhận các điều khoản bằng cách tích vào ô và nhấp vào Purchase, Mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Ultima và địa chỉ ví mà bạn cần chuyển số tiền được chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Hãy chờ thông báo thanh toán. Sẵn sàng, bạn đã mua Premium Split Contract thành công. Bây giờ hãy vào trang Be Contract. Ở đó bạn sẽ thấy hợp đồng đã thanh toán. Tại đây bạn có thể tải xuống hóa đơn có thông tin thanh toán bằng cách nhấp vào số đơn đặt hàng. Cũng xin lưu ý rằng các giá trị Total Limit và Used Limit trên tiện ích Premium Split License User sẽ thay đổi trong bảng điều khiển sau khi mua. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. Chúng tôi chúc bạn làm việc thành công.